Thưa quý vị, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng hiện đại, hiệu quả và phù hợp với xu hướng phát triển của thành phố trong bối cảnh hội nhập mới. Đây là một trong những chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu lần thứ 22 Đảng bộ thành phố Đà Nẵng, nhiệm kỳ 2020-2025. Nửa nhiệm kỳ qua, với sự nỗ lực của ngành nông nghiệp và các địa phương, bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn của thành phố đã có những chuyển biến tích cực. Khoảng thời gian đầu của nhiệm kỳ, khi thành phố vẫn còn bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, nông nghiệp là một trong những ngành bị tổn thương nhiều nhất. Tuy nhiên, cùng với nỗ lực chung của thành phố, ngành nông nghiệp từng bước phục hồi và phát triển. Cơ cấu nội bộ ngành nông nghiệp chuyển dịch theo đúng định hướng. Đến cuối năm 2022, thủy sản chiếm 67,1%, nông nghiệp chiếm 28%, lâm nghiệp chiếm 4,9%, đã hình thành được các vùng chuyên canh sản xuất tập trung, sinh thái, mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hữu cơ. Chăn nuôi tiếp tục được quy hoạch theo hướng tập trung, tuần hoàn và khép kín, đảm bảo môi trường và cung ứng cho thành phố. Việc mình chuyển đổi từ cái việc là sản xuất thông thường như trước đây thì chuyển sang cái hướng là sản xuất theo hướng hữu cơ cũng như là theo cái hướng hữu cơ mà áp dụng kỹ thuật mật hai mấy cái thì đối với nó có rất là nhiều những tác dụng mà rất là hữu ích. Đối với thứ nhất là về cái sản lượng lúa, về cái chất lượng hạt lúa, hạt gạo thì cũng như là nó hơn hẳn. Và đồng thời là về đối với đất, đối với chăn rụng thì nó cải tạo đất rất là tốt. Trên địa bàn của Hồ Khương là về cái số lượng và số hộ là chăn nuôi rất là lớn, đặc biệt là có số hộ là chăn nuôi heo và nuôi cá. Thì qua cái việc đề án của thành phố thì của huyện thì xã Hồ Khương đang xây dựng cái đề án để rà soát lại những cái khu chăn nuôi trong khu dân cư và đề xuất với huyện thành phố để quy hoạch một khu chăn nuôi tập trung để di dời các hộ này. Thì phấn đấu đến 2025 thì chúng tôi sẽ cố gắng là vận động quốc hội bây giờ thay đổi bảo thì khi thành phố có cái quy hoạch. Riêng lĩnh vực thủy sản, từ sau khi vượt qua bão giá, nhiên liệu từ năm 2021 đến nay, tình hình bám biển, đánh bắt của bà con ngư dân có nhiều khởi sắc hơn. Cơ cấu tàu cá thành phố cũng chuyển dịch theo hướng hiện đại, khai thác xa bờ, kết nối chuỗi giá trị trong doanh nghiệp thủy sản Đà Nẵng với các tỉnh thành khu vực miền Trung được đầu tư xây dựng qua từng năm. Đặc biệt trong nỗ lực chung của cả nước nhằm khắc phục thẻ vàng của Ủy ban châu Âu, thành phố đã triển khai nhiều giải pháp nhằm ngăn chặn khai thác IUU, đẩy mạnh tích hợp theo dõi giám sát hành trình tàu cá một cách hiệu quả. Việc mà mất kết nối thiết bị giám sát hành trình thì so với các năm trước thì năm 2023 này giảm rất là đáng kể, và quan trọng là bà con ngư dân, các thuyền trưởng, các chủ tàu đã rất là ý thức trong vấn đề mà bật cái thiết bị giám sát hành trình. Tính đến nay, tổng diện tích rừng trên địa bàn thành phố là hơn 63.044 ha, trong đó rừng tự nhiên hơn 43.125 ha, rừng trồng hơn 19.918 ha, tỷ lệ che phủ rừng tương ứng là 45,5%. Công tác quản lý bảo vệ rừng được chú trọng, các địa phương từng bước hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng. Đồng thời vận động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trồng và chuyển đổi rừng trồng gỗ lớn, triển khai mục tiêu trồng trên 5 triệu cây xanh trong đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025. Cơ sở, các cấp ủy đảng ở cơ sở, các quận huyện cũng như lực lượng kiểm lâm cũng đã tham mưu tốt cho chính quyền địa phương nâng cao cái trách nhiệm quản lý nhà nước đối với diện tích rừng và lâm nghiệp trên địa bàn. Tình hình tài nguyên rừng của thành phố Đà Nẵng tiếp tục được giữ vững, và công tác phát triển rừng được người dân cũng tiếp tục đầu tư để phát triển. Ngoài ra về công tác bảo vệ rừng thì các cấp chính quyền và lực lượng kiểm lâm cũng đã phối hợp và thường xuyên tổ chức những đợt tuần tra truy quét ngăn chặn những tác động trái phép vào rừng. Bên cạnh những kết quả đạt được, nửa nhiệm kỳ qua, nông nghiệp Đà Nẵng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế, đặc biệt là trong xây dựng nông thôn mới. Thành phố hiện chỉ có 6 trên 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và chưa có xã đạt chuẩn kiểu mẫu. Vì vậy, tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chỉ thị số 18 của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về xây dựng nông thôn mới diễn ra mới đây, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đề nghị các cấp ngành thành phố tiếp tục chú trọng đầu tư cho nhiệm vụ này. Đề nghị các cấp ủy phải tăng cường kiểm tra, giám sát, rà soát tình hình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Hòa Vang. Và cái việc này tôi đề nghị là kiểm tra giám sát đến từng xã,
để kịp thời đánh giá, rút kinh nghiệm và đề ra các nhiệm vụ giải pháp cụ thể để khắc phục những hạn chế tồn tại và đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Đặc biệt lưu ý trong quá trình xây dựng chương trình kế hoạch cụ thể hóa của các ngành địa phương phải xác định rất rõ và có cơ chế để đảm bảo nguồn lực thực hiện hiệu quả để đạt được các cái mục tiêu đề ra. Có thể thấy, quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh khiến diện tích đất sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố ngày càng giảm. Tuy nhiên, cũng vì vậy mà Đà Nẵng đã bộc lộ nhiều thế mạnh, tiềm năng trong phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại và bền vững, gắn với du lịch sinh thái. Đây cũng là mục tiêu mà ngành nông nghiệp thành phố đang hướng đến trong nửa sau nhiệm kỳ 2020-2025, với kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực trong bộ mặt nông nghiệp, nông dân, nông thôn, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.